Rất vui được gặp lại các bạn khán giờ của Bí Quyết Thành Công trong khung giờ quen thuộc hàng ngày. Các bạn thân mến, thói quen hàng ngày tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng nó sẽ quyết định số phận của bạn. Ngày hôm nay, bạn trở thành người như thế nào? Đó là kết quả của những thói quen bạn đã tạo ra trong quá khứ. Có thói quen tốt và thói quen xấu. Benjamin Franklin đã từng nói, mỗi năm vứt bỏ một thói quen xấu rồi sẽ đến lúc khiến ngay cả người tồi tệ nhất cũng trở nên tốt đẹp. Vậy những thói quen tốt nào cần phải có, đặc biệt là thói quen giàu có? Tôi biết tất cả chúng ta đều muốn mình trở nên thành công và giàu có, nhưng không có ai bỗng nhiên trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Hầu hết chúng ta nhìn thấy thành công, tài sản kết xù của những triệu phú, tỷ phú, nhưng ít ai chứng kiến từng sự nỗ lực trong từng bước nhỏ của họ để tiến tới thành công. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy hình ảnh họ ở trên đỉnh cao danh vọng, mà không thấy được rất nhiều năm trước họ đã nỗ lực bỏ ra từng bước nhỏ để tiến gần tới thành công. Và sau đây là 15 con đường mà các tỷ phú tự thân đã đi để trở nên thịnh vượng. Hãy cùng tôi tổng hợp và chiêm nghiệm nhé! Hàng trăm tỷ phú và triệu phú tự thân cho rằng không thể duy trì sự giàu có nhờ vào may mắn. Tôi tìm hiểu rằng Thomas Carlyle là một kế toán, nhà lập kế hoạch tài chính, tác giả của nhiều đầu sách về tài chính cá nhân và làm giàu ở Mỹ. Ông đã dành 5 năm để nghiên cứu thói quen của 233 triệu phú, 177 trong số đó là triệu phú tự thân. Để tìm hiểu cách họ sử dụng thời gian của mình, sau 5 năm nghiên cứu, những thói quen thường nhật của 177 triệu phú, tỷ phú tự lực cánh sinh, tay trắng dựng cơ đồ. Tác giả người Mỹ Thomas C. Carlyle kết luận, một trong những nguyên nhân khiến họ từ những người bình thường chuyển biến thành những người thành công có tài sản triệu đô, tỷ đô chính là các thói quen giàu có. Thói quen quyết định giàu có, nghèo khó, hạnh phúc, đau buồn, áp lực, quan hệ tốt xấu, có sức khỏe hay không. Quan trọng nhất, tất cả những thói quen đều có thể thay đổi và bồi dưỡng được. Đặc biệt, ông đã rút ra được 15 bài học, cũng là 15 con đường dẫn tới thành công của các tỷ phú mà tôi nghĩ bạn nhất định phải biết. 1. Ưu tiên sức khỏe. Sức khỏe tốt chuyển thành tuổi thọ, tức có nhiều thời gian hơn để tạo ra nhiều của cải hơn. Một triệu phú đã phải vật lộn với cân nặng của mình trong suốt thời gian dài. Một ngày nọ, cô quyết định đi bộ mỗi ngày hơn 1,6 km. Sau một tháng, cô ấy tăng lên hơn 3 km, rồi gần 5 km. Vào thời điểm Carlyle phỏng vấn, cô ấy đã chạy 3 cuộc thi marathon. Cô cho rằng năng lượng, sự tập trung và động lực của mình để đạt được thành công một phần là do những mục tiêu thể dục này đã thay đổi cuộc đời cô. Còn bạn thì sao? Hãy lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay đi. 2. Họ có thái độ sống tích cực. Chỉ khi có một tinh thần tích cực, bạn mới có thể đạt được thành công lâu dài. Tôi đã thấm thía điều này khi theo dõi nghiên cứu của ông Thomas rằng sự tích cực là tiêu chí của mọi tỷ phú tự thân. Vấn đề nằm ở chỗ, đa số mọi người không thể xác định được suy nghĩ của họ rốt cuộc là tích cực hay tiêu cực. Nếu bạn dừng lại để lắng nghe suy nghĩ của mình, cảm nhận sự tồn tại của chúng, bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết những suy nghĩ đều là tiêu cực. Nhưng chỉ khi bạn buộc bản thân nhìn thẳng vào nội tâm của mình, bạn mới ý thức được sự tồn tại của những suy nghĩ tiêu cực này. Việc ý thức được sự tồn tại của chúng là điều quan trọng nhất. 3. Họ kiên trì thức dậy sớm. Trong cuộc nghiên cứu của ông Thomas, hơn một nửa các tỷ phú tự thân thức dậy sớm hơn giờ đi làm ít nhất 3 tiếng. Đây là một phương pháp nhằm giải quyết những tình huống bất ngờ trong công việc hàng ngày. Ví dụ như thời gian họp quá dài, đường kẹt xe quá lâu, phải đến trường đón con nhỏ bị ốm, vân vân. Tôi hiểu là những tình huống bất ngờ này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta, thay đổi tiềm thức, cuối cùng sẽ khiến chúng ta cảm thấy cuộc sống bị mất kiểm soát. Thức dậy lúc 5 giờ sáng, hoàn thành 3 việc quan trọng nhất trong công việc ngày hôm đó. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát cuộc sống, mang đến cho bạn cảm giác tự tin rằng mình đang làm chủ cuộc sống của chính mình. 4. Theo đuổi mục tiêu của mình. Theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình có thể khiến bạn sinh ra cảm giác hạnh phúc lâu dài, cuối cùng sẽ chuyển thành tài sản to lớn. Có rất nhiều người phạm phải sai lầm khi theo đuổi ước mơ của người khác, ví dụ như ước mơ của bố mẹ. Những người giàu có thì không ngừng hoàn thiện mục tiêu của bản thân, kiên trì và đam mê theo đuổi chúng. Sự đam mê khiến cho công việc của chúng ta thú vị hơn. Thomas cho hay, đam mê mang đến cho bạn khả năng vượt qua thất bại, sai lầm và bị từ chối, cũng như sự kiên trì và tập trung. 5. Họ kết giao với những người thành công khác. Tôi từng đọc một câu của tỷ phú Warren Buffett nói rằng, "Make some good friends, keep them for the rest of your life."
but have them the people that you admire as well as like. Câu nói này có nghĩa là hãy kết bạn với người tốt, giữ họ ở bên mình suốt cả đời. Nhưng hãy chọn những người mà bạn vừa ngưỡng mộ, vừa yêu mến. Những người xung quanh có thể ảnh hưởng đến tư duy, thói quen của bạn. Vì thế, hãy biết chọn bạn mà chơi. Nếu bạn đang cố gắng loại bỏ một số thói quen không tốt, cố gắng hạn chế thời gian gặp gỡ những người đã góp phần tạo nên thói quen đó. Nếu bạn đang cố tạo ra một thói quen mới tốt, hãy gặp gỡ và giao lưu với những người có cùng chí hướng. Chẳng hạn, bạn muốn đọc thêm nhiều sách hơn, hãy tham gia một câu lạc bộ sách hoặc hội nhóm yêu sách. Một khi bạn đã quyết tâm thay đổi thói quen, bạn sẽ thấy có rất nhiều người có chung mục tiêu với mình và luôn sẵn sàng ở bên bạn. 6. Họ có nhiều nguồn thu nhập. Trong quá trình tổng hợp nghiên cứu của Thomas, tôi rất ấn tượng với nhận định rằng các tỷ phú lập nghiệp từ hai bàn tay trắng sẽ không dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất. Họ có rất nhiều cách để kiếm tiền. Trong cuộc nghiên cứu của tôi, có 65% người giàu đã có 3 nguồn thu nhập trước khi kiếm được khoản tiền triệu đầu tiên. Thu nhập bên ngoài bao gồm cho thuê nhà đất, đầu tư chứng khoán, quyền sở hữu doanh nghiệp, v.v. Vì vậy, hãy đa dạng nguồn thu nhập của bạn ngay từ bây giờ đi, đừng chần chờ thêm nữa. 7. Họ có người cố vấn riêng. Việc tìm được người cố vấn riêng có thể giúp bạn làm giàu nhanh chóng hơn. Người cố vấn để thành công không chỉ ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn, họ còn đưa bạn đến con đường thành công bằng việc hướng dẫn bạn điều gì nên và không nên làm. Họ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm thành công có giá trị. Những điều này hoặc đến từ người cố vấn của họ, hoặc từ chính sự thất bại trước đây của họ nên sẽ cực kỳ hữu ích đấy. 8. Suy nghĩ dài hạn. Tôi phát hiện ra rằng một trong những yếu tố lớn nhất tạo nên sự thành công của nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett là đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển hàng thập kỷ trong tương lai, bất chấp giá cổ phiếu của họ có thể gặp biến động. Nhiều tỷ phú phải ngưỡng mộ cách tiếp cận và sự kiên nhẫn của Buffett. Trong một hội nghị, Brian Chesky, người đồng sáng lập Airbnb, đã nói về bữa trưa đáng nhớ với Jeff Bezos và Buffett. Trong bữa ăn, Bezos đã kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông với Buffett và đặt câu hỏi. Luận điểm đầu tư của ông rất đơn giản, tại sao mọi người không học theo? Bởi vì không ai muốn giàu lên một cách từ từ, Buffett trả lời. 9. Luôn biết cách nói không. Tỷ phú David Rubenstein, đồng sáng lập công ty cổ phần tư nhân Carlyle Group, nhà từ thiện, chủ tịch một số hội đồng và tác giả của 3 cuốn sách nói rằng, ông nói không với chơi golf, uống rượu, đắm chìm trên Netflix và mọi thứ khiến bản thân phí thời gian. Tỷ phú G.C. Esler cũng đồng ý về sức mạnh của việc nói không. Ông G.C. Esler là người đồng sáng lập của Magotchess, một trong những công ty máy bay tư nhân lớn nhất thế giới, đối tác của Zico Coconut Water, sáng lập The 100 Mile Group, kiêm chủ sở hữu của NBA's Atlanta Hawks. Có một câu của Esler mà tôi rất nhớ đó là, độ tuổi 20 đến 30 là thời điểm tuyệt vời để nói có khi muốn kết nối và xây dựng. Nhưng từ 40 tuổi trở ra, bạn nên học cách nói không nhiều hơn và biết kiểm soát thời gian. 10. Họ cư xử lễ độ. Các tỷ phú nắm vững được nguyên tắc quan trọng trong lễ nghi xã giao. Nếu bạn muốn thành công, bạn cũng cần hiểu rõ nguyên tắc này. Những hành động lễ nghi này bao gồm gửi thư cảm ơn, nhớ những ngày quan trọng, biết rõ lễ nghi trên bàn ăn cũng như cách ăn mặc ở những dịp khác nhau. 11. Họ giúp đỡ người khác thành công. Giúp đỡ người khác theo đuổi mục tiêu, ước mơ và đạt được thành công cũng có thể mang lại lợi ích cho bạn. Nếu không có những người thành công khác, vậy thì thành công cũng rất khó mà định nghĩa được. Nếu bạn muốn thành công, cách tốt nhất là giúp người khác thành công. 12. Mỗi ngày, họ dành 15 đến 30 phút để suy ngẫm. Suy ngẫm là nhân tố then chốt để họ thành công. Đây là điều mà ông Thomas nhận thấy được. Người giàu có xu hướng suy ngẫm khoảng 15 phút vào buổi sáng. Mỗi sáng, trong đầu họ phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề như sự nghiệp và tài chính, cũng như sức khỏe và việc làm từ thiện. 13. Họ tìm kiếm sự phản hồi. Vì sợ bị phê bình mà chúng ta rất hiếm khi mong người khác phản ánh ý kiến. Nhưng, ý kiến phản ánh là mấu chốt giúp bạn hiểu được mình làm có chính xác hay không. Phản ánh giúp bạn biết mình có ở trên con đường đúng đắn hay không. Nếu ý kiến phản ánh là phê bình thì bất kể là tốt hay xấu cũng đều là những nhân tố để bạn học tập và trưởng thành. Ngoài ra, ý kiến phản ánh cung cấp thông tin cho bạn, giúp bạn có thể đạt được thành công trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Bởi vì sợ bị phê bình nên chúng ta ít khi tìm kiếm sự phản hồi từ người khác. Thế nhưng, sự phản hồi là điều rất quan trọng trong việc biết được điều mình làm có đúng đắn hay không. Sự phản hồi giúp bạn hiểu rõ liệu mình có đang đi đúng đường hay không. Nếu đó là lời phê bình, dù tốt hay xấu, đó đều là những yếu tố quan trọng để đáng học hỏi và phát triển. Ngoài ra, sự hồi đáp cũng có thể khiến chúng ta thay đổi trọng tâm, trải nghiệm những con đường hoặc sự nghiệp mới. Như điều mà ông Thomas chia sẻ,
Thông tin đến từ những lời hồi đáp giúp bạn có thể đạt được thành công trong kinh doanh. 14. Họ luôn có khởi đầu nhỏ. Việc gì dễ hơn thì làm trước. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trước khi đối mặt với những thay đổi quá lớn. Bắt đầu những thói quen nhỏ mới như uống nhiều nước hơn mỗi ngày, đọc sách trước khi ngủ, thường đòi hỏi rất ít nỗ lực. Thay đổi thói quen nhỏ cũng bao gồm việc cắt giảm các thói quen xấu sẵn có, như giảm thời gian sử dụng mạng xã hội, bớt uống rượu bia. Lão Tử có câu nói rằng, cuộc hành trình ngang dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi nhỏ bé đầu tiên. Mọi thành công lớn nào đều xuất phát từ những hành động nhỏ bé. 15. Họ lên kế hoạch cho thói quen mới. Một trong những thủ thuật mà các triệu phú tự thân thực hiện là ghi chép các thói quen tốt vào danh sách việc cần làm hàng ngày và tuân thủ nó mỗi ngày. Trong cuốn sách Change Your Habit, Change Your Life, tác giả Thomas cho rằng có tới 2/3 các triệu phú tự thân luôn duy trì thực hiện theo danh sách những điều nên làm trong cuộc sống thường ngày. Đặt ra danh sách cụ thể, như vậy bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về thói quen mới hàng ngày mà bạn đang cố gắng hình thành. Nếu đó là những thói quen đơn giản hoặc là những thứ bạn yêu thích, chỉ sau vài tuần, bạn sẽ không cần đưa chúng vào danh sách nữa, bởi chúng đã trở thành một phần không thể thiếu. Từ đó hãy tạo lập các thói quen khác với cách thức tương tự. Các bạn thân mến, có lẽ xem tới đây, bạn đã nhận ra không có chuyến tàu tốc độ nào dẫn thẳng tới thành công. Về cơ bản, con đường dẫn tới thành công có thể chỉ toàn những điều nhàm chán, là những thói quen hàng ngày mà bạn nghĩ là vô nghĩa. Sự nhất quán trong việc thực hiện những điều nhỏ nhặt đó giúp bạn phát triển và tiến lên trong việc thực hiện ước mơ và đạt được mục tiêu của mình. Hãy coi 15 con đường dẫn tới thành công của các tỷ phú thế giới mà tôi vừa chia sẻ là kim chỉ nam và động lực để bạn có thể tạo dựng nên sự thành công và giàu có cho chính mình. Còn bây giờ, chương trình của Bí quyết thành công cũng đã tới hồi kết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn nữa. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý ở phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.